Tuần thì đôi khi vợ chồng em ngồi ăn chung với nhau có thể là 2 ngày, có tuần thì không có ngày nào. Công việc của em nó rất là áp lực. Một ngày 24 tiếng, đi hết 20 tiếng, về nhà được có mấy tiếng gặp vợ, gặp con xong rồi đi tiếp. Đôi khi em cũng tức giận đó chị. Tại vì em lớn thì không sao, nhưng mà con em mới 2 tuổi. Khi ba về á, bé cứ ôm lấy ba, không có dám buông ga sợ ba đi nữa. Một tuần như vậy thì là hai vợ chồng sẽ ăn cơm chung với nhau được mấy ngày? À, một tuần thì đôi khi vợ chồng em ngồi ăn chung với nhau có thể là 2 ngày, có tuần thì không có ngày nào. Thời gian nghỉ thì nó vô chừng lắm chị, nó không có cái ngày nghỉ mà cố định. Dù cho hôm nay là ngày nghỉ thì có xô thì anh bảo vẫn đi chứ không nghỉ ở nhà, tại vì ảnh yêu nghề mà chị. Công việc của em nó rất là áp lực. Một ngày 24 tiếng, đi hết 20 tiếng, về nhà được có mấy tiếng gặp vợ, gặp con xong rồi đi tiếp. Rồi ở nhà một mình vợ em Đúng là rồi. nhà cửa cơm nước con cái luôn. Dạ, con em thì cũng được 2 tuổi rồi. Đôi khi em cũng tức giận đó chị. Tại vì em lớn thì không sao, nhưng mà con em mới 2 tuổi. Là chị biết 2 tuổi là muốn gần cha gần mẹ. Một mình mẹ thì chăm bé thì đôi khi cũng bực đó chị. Em có nói với anh Bảo là con mình tuổi này là trang giấy trắng, thì cái cuộc sống gia đình hay dạy dỗ con nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Bé gái chị thường biết là bé gái sẽ mến ba. Khi ba về á, bé cứ ôm lấy ba, không có dám buông ga sợ ba đi nữa. Có khi nào vợ em nhắc đến những chuyện đó thì em thấy nó hơi bực bội chút xíu, là tại vì trời đã nói bao nhiêu lần rồi, mà là công việc mà là mưu sinh nữa. Ai cũng vậy, ở nhà hoài thì cái đôi lúc cũng bị stress, căng thẳng, con còn nhỏ nữa, khóc la nữa thì dễ bị quạo và bực bội trong người. Cái quả đó em có nhìn thấy trực tiếp bao giờ chưa? Hay là em nghĩ vậy thôi? Dạ cũng có. Là quả đó dở trúc lên em hả khi em về hả? Nhưng mà chỉ nói thôi chứ không có lời qua tiếng lại, cũng nhẹ 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 thôi, sương sương Trời ơi, sao cổ giỏi quá vậy? Chứ nếu chị là trông ngóng bao nhiêu ngày mà về chắc chết vậy chị. thôi. Ví dụ như cuối tuần hay là những ngày lễ Tết á thì đi hát là đúng rồi. Nhưng mà đầu tuần, những cái ngày đầu tuần thường là tụi chị được nghỉ đó. Dạ. Thì Bảo có nghỉ không? Dạ không chị, đầu tuần thí dụ ảnh coi lịch ảnh á là đầu tuần nếu mà trống á thì có ai nhận ảnh đi ở quảng cáo thẩm mỹ viện hay là về răng hay quảng cáo về cái gì đó thì ảnh cũng vẫn nhận show để anh đi. Chị nghĩ rằng nếu như mình biết sắp xếp thì mình sẽ cố định ra một cái ngày hoặc 2 ngày đó mình ở nhà hẳn với con hoặc với vợ mình, đúng không? Dạ. Em có muốn như vậy không? Dạ em cũng muốn chứ chị. Em có nói chuyện với Bảo về vấn đề đó chưa? Dạ em có nói thì anh Bảo nói là để anh sẽ khuyết phục lại. Thì tới bây giờ em cũng vẫn còn cái tự những cái sai sót, những không dành thời gian cho vợ, đó là em cũng vẫn biết. Thì em cũng muốn khắc phục lắm, nhưng mà công việc mình giờ biết sao bây giờ. Bây giờ cái thu nhập ở trong gia đình mình thì là trụ cột chính là ai? Dạ cả hai chị. Cả hai. Dạ Em thì đang làm công việc gì? em là đang bán thuốc thực phẩm chức năng. Bán qua online đúng Dạ không? bán online chị. Giả sử một ngày nào đó thì vợ chịu hết nổi, vợ có đề nghị em là cắt bớt công việc cái nghề diễn viên của em, thì liệu đến lúc đó mình chọn cái phương án nào? Thì em sẽ nói một chồng không cắt bỏ, nhưng mà chồng sẽ giảm bớt lại một đôi chút, sẽ cố gắng khắc phục hết mức để được gần vợ và bằng con. Nhưng mà em với Bảo quen nhau trong trường hợp nào? Là bạn bè rủ đi ăn uống đồ á chị, thì lâu ngày thì em thấy Bảo hiền Hiền thiệt à. hiền, ngoài đôi khi mình thấy bực á chị, thì lúc đó tụi em tìm hiểu với nhau cũng một thời gian dài. Nhưng mà lúc đó là Bảo đã làm ca sĩ chưa? Dạ rồi chị, đã làm ca Rồi. sĩ rồi. Dạ À, thế thì làm sao mà hai chồng quen nhau được? Một người là diễn viên đi suốt ngày, một người chỉ ở trên online, dạ quen thì kiểu gì? cuối năm 2015 đến đầu 16 thì đi một tuổi buổi tiệc tất niên, vợ Là chồng hai vô người tình đi gặp tiệc nhau, chung. em thì đi diễn. Dạ thì xuống mình giao lưu với mọi người, không biết bén duyên từ lúc nào cũng không hay.
lúc mà hai người đến với nhau á, gia đình em á, dạ, khi mà biết Bảo là ca sĩ vậy á, thì có ủng hộ không? Dạ không. Nói là ca sĩ là trăng hoa, đẹp trai, gái thôi nhiều rồi. Giống như em sinh con thì phụ nữ mình sẽ già hơn rồi sẽ bỏ. Lúc đó thương mà chị, đâu có nghe đâu. Cứ thì cũng dạ dạ văn văn rồi mình im im này kia chứ thật ra không nghe. Nhưng mà khi gia đình nói hoài em không nghe thì cũng chiều con. Dạ, cũng chấp nhận. Nhưng mà khi anh Bảo về làm ghế á thì gia đình em lại thương anh Bảo hơn thương em. Tại Bảo hiền mà. Dạ, ha. Bảo hiền. Mẹ vợ thì lúc nào cũng bình. Mỗi lần mà vợ có muốn la, muốn nhắc nhở thì nói Thôi, thằng Bảo đi về nó mệt rồi, nó công việc mà. Dạ, chị Hồng Vân, câu chuyện của tụi em vẫn theo mạch cảm xúc của chị với Lan. Và em tưởng rằng bạn Lan cảm xúc sẽ bùng nổ hơn, nhưng mà thấy Bảo xúc động lắm á chị. Nhưng mà cái câu chuyện hồi nãy em đang kể với chị là chị hỏi chuyện ăn cơm chung á. Dạ, chị cũng muốn nghe câu trả lời đó luôn không ạ? Nghe chứ. Bảo kể đi cưng. Đâu, Bảo nói nghe coi. Thì chị Vân cũng biết mình làm nghề ca sĩ cũng như là nghề diễn viên cùng với nhau. Dạ, thời gian mình ít bao giờ được ở nhà. Với gia lại thì hiện tại thì em cũng mới lấn sân vào diễn viên. Thì cũng đi được nhiều anh và nhiều chú đạo diễn cũng mời em đi. Thì em cũng đi suốt, không có thời gian ở nhà. Nên là chuyện gặp vợ cũng là hiếm, kể cả gặp con gái của mình. Dạ. Có khi em đi cả tuần lễ. Ở khi 3-4 ngày, có khi, nếu mà đi vô vùng sâu á, thì mắt sống đâu gọi gì video về gặp vợ gặp con đâu. Chỉ nghe được qua giọng điện thoại nghe tiếng thôi. Cũng nhớ vợ nhớ con nhưng mà vì công việc mình chấp nhận thôi. Sao nữa, em có hỏi cái câu mà nãy chị em mình tính không? Có bao giờ Bảo biết được cái tâm tư của vợ mình á khi mà mình đi biền biệt như vậy không? Dạ, thì em cũng biết. Tại vì đôi lúc thì vợ em cũng có nói với em, mà nói hai chồng cũng có lời qua tiếng lại thì cũng là nhẹ thôi. Chồng đi như vậy thì phải dành thời gian cho con của mình. Đôi lúc thì con gái mà rất là thương ba. Mỗi lần em về nhà em bé lúc nào cũng ôm quay lấy ba, không có muốn ba đi. Mình cũng nhớ nhưng mà công việc mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà đôi lúc em cũng có sai sót là công việc của mình. Ngày hôm đó mình nói là vợ ơi, hôm nay chồng nhà chồng ốp nha. Để chở vợ chở con đi chơi. Mình đi nghỉ xa hơi một chút ngày. Nhiều khi đạo diễn điện tới, hôm nay quay nha, quay gấp nha, đột sức, có những cái lịch quay đột sức, thì lại thất hứa với vợ. Rồi những lúc đó chị hỏi Lan là em có ống ức nhiều không? Dạ có chứ chị. Tại vì chị thấy chị em kể với chị Vân một cách rất là nhỏ nhẹ, chứ theo chị nghĩ trạng thái người phụ nữ lúc đó ức lắm luôn đó. Dạ có ấm ức chứ chị. Rồi lúc đó em làm gì? Lúc đó em chỉ biết là nhủ trong lòng đó là công việc, là cuộc sống gia đình. Em ở nhà em có khóc lóc bù lu bù loa gì không? Vật vã ngủ không được đâu không? Dạ không chị. Sẵn ở đây có chị với chị Vân nè, em kể luôn đi. Dạ không, tại vì bé Winnie năng động lắm, không để cho thời gian mà em ngồi đấy em ngẫm nghĩ mà. Dạ. Theo chị thì đến một lúc nào đó mình sẽ phải biết chọn lọc. Em biết là ai cũng vậy, tất cả những người nghệ sĩ, cho dù là tượng đài hay là nghệ sĩ lớn hay là nghệ sĩ nhân dân hay là nghệ sĩ ưu tú, tất tần tật sau tất cả những điều đó thì là gì? Cái mình còn lại là người thân, là gia đình, là con cái, là vợ, là chồng, là cha mẹ. Cái đó thì có thể đến một lúc nào đó khi mà Bảo lớn tuổi giống như chị rồi thì Bảo sẽ nhận ra. Nhưng ở cái tuổi của Bảo là Bảo vẫn phải nhận ra một điều là làm gì làm, cái đứa con của mình á, nó sẽ tồn tại bên mình, người vợ nó sẽ tồn tại bên mình. Còn á, nghề nghiệp thì đã đến lúc là ô, bây giờ những cái gì đúng như cái đam mê của mình, chẳng hạn như là đi hát nè, hay là cái nghề nghiệp chính của Bảo là hát, là ca sĩ đúng không? Thì ví dụ những cái đó thì bắt đầu mình không thể bỏ được. Hoặc là còn những cái ví dụ như nó không phải là cái dạng như là quảng cáo hay là này kia nọ đó, mình vẫn có thể bỏ được để mà mình giữ một cái lịch cho con của mình, cho vợ của mình. Theo chị là như vậy. Cái việc mà con không ở gần bên em nhưng mà Winnie lại rất là thích ba, rất thương ba, thì em nghĩ cái con lớn nhất là thuộc về ai? Con ở nhà với vợ nhưng mà con lại rất là quấn em, mẹ vợ thì lại bên em, đứng về phía em, thì mình nghĩ là con lớn là ai? Nên chị thực sự là chị cũng ngưỡng mộ em lắm luôn á Lan.
Tại vì em cũng có làm kinh tế chứ không phải ngồi ở nhà chờ đúng chồng rồi. Đem tiền về rồi chăm con rồi dạy con luôn, rồi tạo cho chồng một cái điểm tựa về tinh thần là gia đình mình ủng hộ chồng luôn. Thì thực sự là chị cũng mong là chương trình này đó, có thể em chưa nói hết ra, nhưng mà em cũng nên có những cái giờ phút mình sống cho bản thân mình. Em chỉ hy vọng anh Bảo đúng là lo kiếm tiền để lo cuộc sống gia đình, nhưng cũng phải dành thời gian cho con gái là Winnie. Tại vì Winnie mới được có 2 tuổi thôi mà rất là thương ba. Đó là con, còn mình thì sao? Dạ, phải nói mình nữa chứ. Vợ cũng mong là chồng á, dành một tuần đi, cũng phải dành thời gian cho vợ và con. Một ngày thôi cũng được nữa, hay là một buổi tối cũng được, để có thể mà mình có thể ăn tối nè, hay là chở con mình đi công viên chơi. Nhờ cái chương trình này đây, cũng như có chị Văn, chị Trang ở đây để làm chứng, coi như làm chứng nè. Em chuộc lỗi, bằng chứng nè, bằng chứng trước tòa. Qua chương trình này thì em muốn nhắn nhủ với vợ thì lúc nào chồng cũng là người thương vợ và thương con rất là nhiều, kể cả thương mẹ vợ, là những người luôn đồng hành, sát cánh và đứng phía sau ủng hộ tinh thần cho em. Có những cái sai trái của chồng hay là những cái chuyện lạc vặt ở gia đình chồng không làm theo, có những cái mà vợ chưa hài lòng, thì cũng như chương trình này đây thì chồng sẽ khắc phục và để làm cho niềm vui cho gia đình mình càng ngày càng hạnh phúc và càng ấm cúng nhiều hơn.